Hello, chào các bạn. Trong cái video này mình sẽ review một bộ tô vít rất là hay mình mới mua được ở trên Shopee. Đây nha, một bộ tô vít. Bộ tô vít này bao gồm 40 chi tiết. Mình mua ở trên Shopee. Mình thấy dùng cũng ok. Hay. Thế là mình làm cái video review cái này cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Đây, mình vừa mới nhận được gói hàng từ shipper. Bây giờ mình sẽ bóc ra xem bên trong như nào nha. Còn nguyên đai nguyên kiện này. Ok. Khui thử xem như nào. Đó, khá ok. À, xong một cái hộp màu trắng như này. Hết, chả có gì. Cầm khá nặng tay để các bạn nhé. Rồi, trong lớp ni lông này chính là nhân vật chính của chúng ta. Nhìn tưởng là hai khối, nhưng mà thực ra là liền nhé. Các bạn nhìn kỹ, đây là liền luôn, bằng nhôm. Nhôm liền luôn. Đó, bên dưới này bằng nhựa. Trên này là ấn vào này, tháo ra. Cái phần nhôm này thì mình thấy hoàn thiện khá ok. Nhôm sần sần, nhám nhám. Còn phần nhựa này thì chưa được cao cấp lắm. Rồi, nhìn vẫn còn những cái vết vết. Rồi, bây giờ mình sẽ thử tháo từng bên một xem nào. Đây, một bên sẽ là cái này là cái chuôi của cái tô vít rồi, và phía đuôi của nó thì có thêm vài cái ốc, cái đầu bắt vít như nào. Rồi mình cứ xem đã, tí nữa xem chi tiết xem như nào nhé. Rồi một chiếc, còn phía bên này là như nào. Còn phía bên này thì chúng ta sẽ có một loạt những cái đầu bắt vít đấy, và một cái này để nối nối dài cho cái cán tô vít bên kia. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem những cái đầu vít nhé. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là tất cả các đầu vít họ đều được sơn một cái lớp sơn ở bên dưới như này để đánh dấu phân loại. Mình rất thích cái kiểu thiết kế như này bởi vì nó sẽ cho chúng ta biết được là cái loại vít nào như nào rất là nhanh. Ví dụ như là những cái đầu hoa thị thì tất cả đều được có một cái vòng sơn màu xanh ở đây. Thì chúng ta chỉ cần muốn tìm cái hoa thị thì chúng ta chỉ cần nhớ là nó là màu xanh, sau đó chúng ta sẽ tìm được ra. Khi mà chúng ta mà để sai vị trí hoặc là như nào đấy thì sẽ rất dễ để nhận biết ra. Đấy. Tất cả nếu mà cùng một loại thì nó sẽ sơn cùng một màu. Đấy, còn các cái kích cỡ khác nhau thì chúng ta sẽ nhìn ở đây. Để xem kích cỡ. Và trên những cái đầu vít nó cũng ghi số. Đấy, ghi số của loại và cái size của cái đầu vít đấy. Đấy. Về cái chất lượng thép ấy thì mình nhìn thấy là khá đẹp ấy. Chất lượng thép khá là đẹp. Cái phần nhựa thì làm không không được xịn lắm đây, các bạn có thể thấy. Đây nó có một cái vết này. Phần nhựa thì mình đánh giá không cao. Cái bộ tô vít này. Nhưng mà phần thép thì nhìn khá là đẹp. Còn chưa biết là khi sử dụng nó sẽ như nào. Nhưng mà phần thép nhìn khá là đẹp đấy. Đây. Ví dụ cái chi tiết này nữa. Tiết nối dài này nhìn cũng khá là đẹp. Cái này thì nó sẽ dùng để chúng ta nối vào cái chuôi tô vít này để cho nó dài hơn, vặn những cái vị trí. Một là giúp và tăng lực cho cái tô vít, lực nó sẽ khỏe hơn, và thứ hai nữa là để vặn vào những cái vị trí mà nó sâu. Đấy, thì chúng ta phải dùng cái này. Còn đầu bên này chúng ta cắm cái này lên. Tất cả những cái đầu vít thịt này thì đều có nam châm nhé. Đó, khá là ok. Đó. Ban đầu thì mình thấy là nó khá là nhẹ nhàng và khá khít đấy. Nói chung là cảm giác hoàn thiện khá là cao. Còn chưa biết là thời gian sử dụng nó sẽ như thế nào. Ở đây có một cái tất cả đều có nam châm hết. Cái phần chuôi cái cán tô vít này thì mình thấy cũng rất là tốt, nó bằng một dạng kiểu nhựa nhưng mà là nó pha cao su thì phải. Đấy, ấn xuống nó lõm.
kiểu dạng cao su, cầm nói chung cầm rất sướng, cầm sướng lắm. Đây, ở đây họ có ghi một cái chữ, đó là có 8 cái bộ phận mà ở phía đằng xuôi này. Đấy, ấn vào đây để mở ra. Đấy, bên trong là chúng ta sẽ có thêm 8 cái đầu nữa, 8 cái đầu này để giúp thao tác nhanh. Ví dụ những cái đầu là mình hay dùng ấy thì mình sẽ cho vào đây để khi nào mà sửa cái gì mình cần phải lấy ra ngay ấy, hoặc ở trên cao mình không mang cả bộ đi được ấy, thì chúng ta có thể lấy nhanh ở đây và chúng ta thay. Cái chi tiết này cũng rất là hay. Đấy, nâng cao trải nghiệm của chúng ta. Bên trong là chứa được 8 cái. Bộ lại của mình là 40 chi tiết. Đấy, bao gồm cả hai cái chuôi này là tổng là 40 đi vào. Nói chung là nhìn rất đẹp. Bên phần bên dưới này có đánh dấu những cái cho chúng ta nhìn trước được những cái hình của cái đầu vít. Rồi, nói chung là thấy là khá là hoàn thiện, khá là ok. Riêng phần thép thì không có gì để chê, hoàn thiện không có gì chê. Còn phần nhựa thì chưa được đẹp. Phần cao su này cũng rất là ok này. Rồi, bây giờ phải dùng thử mới biết là cái tô vít này có ngon, bộ tô vít này có ngon hay không. Có một điểm nữa mình cần nói đến cái trong cái bộ tô vít này, đó là cái phần khay đựng bằng nhựa này. Thì tất cả cái chi tiết bên dưới nó đều có làm châm nhá. Đấy, đây ví dụ như cái vị trí để cái khớp nối này nó cũng có làm châm này. Đây, mình có thể dốc ngược cái bộ vít xuống nhưng nó không hề bị rơi nhá. Tất cả những cái vị trí đấy các bạn nhìn thấy trắng trắng bên trong không? Đều có làm châm. Tất cả những cái vị trí để những cái đầu vít hoặc là những cái chi tiết như này đều có làm châm hít bên dưới. Cái điều này thứ nhất là giúp cho cái những cái chi tiết nó không bị rơi ra khi chúng ta tháo ra. Thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho từ tính của những cái đầu vít này nó lâu bị kiểu yếu đi. Một số bộ vít mình một sau thời gian rẻ tiền, sau một thời gian sử dụng là những cái từ tính của những cái vít này dần dần nó yếu đi. Còn cái khay phía bên này thì chả có gì, nó chỉ là miếng nhựa không. Đó, như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi sử dụng, cầm đi sử dụng qua một thời gian để xem cái bộ vít này nó có đáng tiền. Mình mua cái này là 290 đi vậy. Đấy, trừ giảm giá đi hình như không đến 290 đâu. Nhưng mà để thử xem nào nó có đáng tiền hay không nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử mở cái xe máy này của mình đi. Bằng cái vít này nào. Sửa cái đèn này nó đang chập chờn này. Đây, con cảm ơn quay vô đi. Đây. Đây mình sẽ sử dụng cái này, chắc phải dùng là dùng cái vít nào nhỉ? Cái ốc này để lâu ngày vặn hơi khó, chắc phết đấy. Mưa từ từ cho vào trong nhà đã. Bộ tô vít này nó có một cái nhược điểm là nó làm cái vị trí lấy cất mấy cái đầu ở đây này. Thực ra tiện thì có tiện đấy, nhưng mà lúc mà mình dùng mình tì vào nó hay bị bật cái này ra. À, trong lúc sử dụng mình phát hiện là cái điều là như vậy. Bẩn quá nhỉ, cái này xe đi lâu quá nó bẩn kinh. Mình phải bỏ cái đấy ra bạn cho nó dễ. Nói chung là nó cũng có cái tiện lợi nhưng mà nó cũng có cái bất lợi. Đấy, nếu
nếu mà cần phải dùng lực nhiều thì tốt nhất là bỏ ra, vì chống tay vào nó rất hay bị quạt cái đấy ra. Đây, tiếp theo là cái này. Đây chúng ta phải lắp tiếp cái này vào, đúng không? Ngoài việc sử dụng với lại cái cán tô vít này thì cái bộ vít này cũng có thể sử dụng với, chúng ta có thể dùng chung được với những cái máy bắn vít nhé. Mình đã lắp thử và thấy là nó vừa luôn. Đây. Đấy. Và khít luôn. Đấy, khi nắp vào như thế này chúng ta có thể sử dụng những cái đầu vít như này. Đấy. Sử dụng chung với cái máy bắn vít. Đấy. Thì khi nào mà bạn những cái vít mà nhỏ nhỏ mà ít gen ấy thì dùng cái cán vít này, còn nếu mà bạn những cái vít dài nên sử dụng những cái máy bắn vít như này thì mới nhanh. Đấy, mình thấy bộ này cũng hay. Những cái size của nó là những cái kích thước là những kích thước tiêu chuẩn nên là rất dễ sử dụng chung với nhau. Còn khi nào chúng ta muốn dùng mấy cái tuýp ấy thì có thể là sử dụng cái đầu vít 1.4 inch. Đây là có một cái đầu 1.4 inch cắm vào đây. Từ cái đầu này chúng ta có thể cắm vào những cái tuýp để chúng ta vặn những cái ốc. À, rất là ok. Đây, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cái đầu vít sau khi mà mình sửa xong cái xe của mình. Nói chung là mình vặn một vài cái vít khá nặng đấy. Thì cái đầu vít này nó chưa có vấn đề gì cả. Nhìn chung thì mình thấy cái bộ tô vít này có chất lượng khá là ổn. Đấy, với cái chất lượng thép thì nói chung là đáp ứng đủ nhu cầu của mình sử dụng trong nhà. Nếu mà dùng chuyên nghiệp thì mình không biết, có thể là bộ này nó không đáp ứng được nhu cầu chuyên nghiệp đâu. Bởi vì là cái cán của cái bộ vít này ấy, thì nó bằng nhựa. Nên là nhiều lúc mà bạn những cái gì mà cần lực nhiều quá thì có thể nó sẽ không phù hợp. Nhưng mà những cái nhu cầu sửa chữa, những cái đồ lặt vặt trong gia đình hoặc là xe máy hoặc là xe đạp ấy thì mình nghĩ là ok, không vấn đề gì cả. Bộ tô vít này đáp ứng đủ hết tất cả nhu cầu đấy. Mặc dù nó vẫn còn một vài những điểm như mình đã nói đấy, nhưng mà chúng ta vẫn có thể khắc phục được. Ví dụ như cái vị trí mà cất vít ở cái cán tô vít ấy, cất cái đầu vít ấy, thì nếu mà khi mà chúng ta sử dụng những cái vặn những cái thứ mà nó cần nhiều lực đẩy ấy, thì chúng ta có thể tháo cái bộ phận đấy ra, bỏ ra ngoài và chúng ta sử dụng. Khi nào mà chúng ta cần mang theo những cái đầu vít đấy thì chúng ta lại lắp lại. Cái vấn đề đấy không phải là một cái vấn đề gì lớn. Đấy. Còn bộ tô vít này thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp để chúng ta dùng để sửa chữa những cái đồ gia dụng trong nhà, đồ điện hoặc là xe đạp, xe máy là ok. Đấy, từ có thể sửa được từ laptop trở lên. Còn nếu mà dùng để sửa điện thoại thì mình thấy bộ này không sửa được điện thoại các bạn nhé. Thứ nhất là cái cán của nó quá to, lực vặn nó quá lớn. Thứ hai nữa là nó thiếu những cái đầu nhỏ li ti để sửa điện thoại hoặc đồng hồ ấy. Từ điện thoại trở xuống, những cái thứ nhỏ hơn điện thoại thì có lẽ là thì không thể sử dụng được với bộ vít này. Vì vậy là anh em nào mà có nhu cầu mua thì cân nhắc cái nhu cầu của mình để mà mua cái bộ vít này nhé. Nói chung là bộ vít này vẫn là một cái bộ tô vít rất là đáng mua. Mình thấy bộ tô vít rất đáng mua. Cái ưu điểm của nó là có rất nhiều những cái đầu đặc biệt, những cái đầu vít đặc biệt. Đấy. Mình thấy những cái đầu vít này thì rất ít những cái bộ tô vít khác có, mà chất lượng của nó khá là ngon, nhìn khá là đẹp. Nói chung là mình thấy rất là đáng mua đấy. Thì mình sẽ để cái link mua cái sản phẩm này bên dưới phần miêu tả video. Ai thích thì có thể click vào đấy để mua nhé. Video này của mình review về chiếc tô vít này có lẽ là dừng lại đây. Mình hy vọng là cái video này hữu ích với các bạn. Bạn nào thấy hay thì hãy like và subscribe kênh mình nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.